Ok, xin chào các bạn. Trở lại với Argo Joy, lựa chọn của Argo. Bữa trước thì chúng ta đang xâm nhập vào một cái tổ chức mafia. Hôm nay tiếp tục thôi. Ok, chúng ta chọn như kiểu là chúng ta đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Argo, ông chủ tên là Ahab. Tôi có việc mà chỉ mình cậu xử lý được. Không phải đùa, nên nghe cho kỹ. Mãnh sư công lý đang nhắm đến chúng ta. What the fuck? Mãnh sư công lý? Vì đây không phải là chuyện đùa, nên tôi nghĩ đây là vấn đề nghiêm túc. Ok. Cậu có vẻ không tin tôi. Ngay bây giờ, chuyện với tôi như thế này. Tay luật sư đi tìm công lý đang khuấy tung công ty tôi lên. Có lẽ cậu nghĩ hắn chỉ là một tay luật sư nào đó, nhưng lời tố cáo và lời kêu gọi của hắn thu hút sự chú ý của mọi người. Nó là cái gai trong mắt những kẻ lặng lẽ làm ăn như tôi. Có khi tôi mất nhiều tiền vì tay đó. Đừng lo, tôi sẽ lo liệu việc này. Ok, chúng ta rất là dân chơi. Ahab, người anh em Argo, cậu làm tôi mừng quá. Thực sự cậu là người duy nhất có thể giúp tôi giải quyết từng mối lo. Ok, cứ nói tôi cậu cần cái gì. Cần tiền, cứ đưa tiền nhé Ahab. Tôi cần thêm thông tin về gã đó. Ok, được thôi, chờ chút. What? Ahab biết mọi thứ rồi mà còn nhờ mình làm gì nhỉ? Tiêu diệt hắn thôi chứ. Gì đây? Vài phút sau, một luật sư có nghề làm cho mọi người chuyên gia lật các công ty tham nhũng. Gã đó là chủ đề nóng của người trong ngành à? Tên gã đó là Tufel. Tufel, đọc Tufel đi. Như thường lệ, đảm bảo là công ty chúng ta không gặp tổn hại. Ok, và liên hệ với tôi khi xong việc. Ok, Ahab chào mày. Argo châm điếu thuốc. Mình nghiện thuốc. Ông ta nói là làm như thường lệ, nên có lẽ ông ta có ý định không để thông tin lọt ra ngoài rộng rãi. Thế thì ám sát. Cái gì đấy? Ta sẽ chỉ cần gửi thư tống tiền giấu mặt. Ám sát là cách chắc ăn nhất để xong việc này. Ok, mình không muốn giết người đâu, tống tiền thôi. Ta sẽ phải chỉ ra được điểm yếu tiềm tàng của chúng. Ok. Ngày tiếp theo à? Có game chuyển cảnh, tốn thời gian. 11 rưỡi đêm, gần 11 giờ 20 đêm. Thorfell, ui nhìn đẹp trai thế nhỉ? Thorfell nhìn xung quanh trước khi bước vào một con đường tối hẻm tối. Argo, ta không nghĩ hắn làm việc muộn thế này. Ok, hắn làm việc chăm chỉ nhưng bất cẩn. Không ngờ là hắn sẽ đến một chỗ kín đáo không có người xung quanh đến thế. Đây là cơ hội vàng ấy. Giết người à? Đừng, súng luôn. What the fuck? Thủ phao, gì đây? Ta cảm thấy hắn đang nhìn về phía này. Rút nhanh súng và bắn thủ phao. Giấu súng và giả vờ không biết hắn. Giấu súng đã, cứ từ từ. Ta có cảm giác không lành. Ok, vụ này nguy hiểm. Gì đây không biết. Argo dặn hắn và móc ra điếu xì gà thay vì rút súng. Dặn hắn là gì? Dằn họng chứ. Các bạn ấy gì sai vậy? Thu phèo gì đây? Hắn đang nhìn thẳng vào ta khi ta đang nấp trong chỗ tối. What the fuck? Ông châm thuốc vậy chả? Hẳn hắn đã chuẩn bị trước khi bước vào con hẻm này. Tay hắn trong túi một cách không tự nhiên. Ok, gì đây? Tay hắn đang nhắm súng vào ta ư? Thufel mang súng à? Thufel quay mặt khỏi Argo và rời khỏi con hẻm. What the fuck? Gã đó là luật sư vì công lý. Thay vào đó ta suýt bị giết. Ok, mình suýt bị giết. Gã đó không phải là người thường. Hẳn là con quái vật đội lốt điều dưỡng cao cấp. What? Gì đây? Mình ngạc nhiên các bạn. Mà cái game chuyển cảnh tốn thời gian. Argo xem một phiên xử mà Tufel tham gia. Đây là vị thẩm phán. Lập luận của bị đơn được cho là có cơ sở. Và tôi bác đơn kiện của nguyên đơn.
What the fuck? Tufel đã đấu tranh hết mình nhưng ông ta đã thua. Đối thủ chuẩn bị quá tốt. Hắn ta hẳn là đã chi rất nhiều tiền. Oh, ok. Khách hàng này. Ông đã nỗ lực hết mình, Tufel. Tôi xin lỗi. Chúng ta thua kiện vì tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Ông là luật sư đầu tiên đấu tranh mạnh mẽ đến mức này cho tôi. Mặc dù chúng ta thua cuộc, giờ tôi đã hiểu thế nào là đấu tranh chống bất công. Tôi có thể tự tin mà nói mình đã đúng. Ok. Nhờ ông đã sát bên tôi. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Lần tới chắc chắn là tôi sẽ chiến thắng. Gì đây không biết. Luật sư vì công lý. Ok. Hơi sai sai. Nãy mình chọn Tufel định giết mình hơi sai sai các bạn. Một lúc sau what the fuck. Hai người này cứ đối mặt với nhau chẳng nói mẹ gì. Tôi thấy như thể gặp ông thường xuyên. Tôi là Tufel. Và ông là? Tên của tao là Argo. Hỏi mẹ gì mà hỏi. Đây là danh thiếp của tao. Tôi là phóng viên chuyên đưa tin các vụ xử án. Ok. Còn đây cũng là danh thiếp của tao. À không, thằng Tufel nó cầm danh thiếp của mình chứ. Đây là lý do tôi cứ thấy ông ở những nơi nguy hiểm. Vậy là ông ta cũng biết mình ở nơi nguy hiểm. Ok. Vậy ông có việc gì mà chờ tôi ở ngoài này? Tôi đến đây vì thấy ông có một vụ cảnh báo cái mẹ gì. Từ từ mình làm quen đã. Ông kỳ vọng vụ án nào ở tôi? Một vụ tham nhũng, một vụ sát nhân. What the fuck? Chọn cái gì đây? Tham nhũng đi. Dính dáng đi giết người mệt lắm. Vậy là ông tìm đúng người rồi đấy. Xin báo tôi biết nếu ông cần gì đây? À xin báo tôi biết nếu ông cần bất kỳ thông tin gì. Tôi đấu tranh chống lại nhiều loại tham nhũng để xã hội được thấy công lý. Ok. Ông ta nói điều ngây ngô. Hay đấy. Nhưng nghe như thể đọc trả bài. Tôi cũng luôn ở bên cạnh kẻ yếu. Tôi nghe nói ông làm việc quên bản thân vì công lý. Làm vậy ông có muốn đạt được gì không? Ok, đạt được gì không? Đó là câu hỏi nặng nề. Cũng tốt, dù sao tôi cũng sẽ trả lời. Tôi muốn trừng phạt kẻ có tội và mang lại công lý cho xã hội. What the fuck? Giống cái nhân vật nào ở trong Batman nhỉ? Batman người rơi nhỉ? Two-Face đúng rồi, chứ nhỉ? Two-Face hai mặt. Ông đang mang tôi ra đùa cái gì đấy? Đúng như tôi nghĩ, tôi muốn nghe trực tiếp điều đó từ phía ông. Ok. Độ tin cậy 5. Ông đã đào sâu lý lịch của tôi. Tôi rất vui vì nhờ thế ông có vẻ đã hiểu rõ tôi. Ông ta có vẻ thật lòng. Có vẻ. Câu chuyện chúng ta kéo dài hơn dự kiến. Nếu muốn gặp tôi lần tới, vui lòng cho tôi biết trước. Tôi có việc nên phải đi rồi. Vâng, cảm ơn. Đã nói chuyện với tôi khi ông đang bận. Ok. Ông ấy đi rồi. Ma game chuyển cảnh thề mẹ. Tốn mẹ cả ngày này, vẫn chưa chuyển xong này. Vãi cả game. Mình tăng tốc tí nhỉ. Thôi để thế thôi. Lại làm đưa thuốc. Thằng nghiện thuốc. Mình nghiện thuốc quá rồi. Mãnh sư công lý hả? Nghe như trò đùa. Nhưng ông ta có lẽ là mãnh sư công lý. Ok. Ta nghĩ ta hiểu về Tufel thêm một chút sau cuộc trò chuyện hôm nay. Ông ta không phải là người thường. Người thường được mẹ gì. Cũng phải ăn uống ngủ nghỉ. Ta có lẽ có thể thuyết phục ông ta. Thuyết phục đi. Chứ thuyết phục thôi. Chưa gì đã muốn giết người. Ta sẽ phải tìm hiểu thêm về ông ta. Ok. Lại chuyển cảnh. Cái game chuyển cảnh thề. Mỗi lần chuyển cảnh là hết bố được cả mùa xuân. Cơn mưa ngang qua nắng tới mà vẫn chưa chuyển cảnh xong rồi. What the fuck. Cầu vòng lên rồi mấy anh ơi. Cầu vòng lên rồi mà sao vẫn chưa chuyển cảnh xong. Cũng vãi trưởng ạ. Một vài ngày sau. Vẫn là cái con hẻm đấy. Tufel đang bước một mình trong một con hẻm tối. Sao cái thằng Tufel này thích đi hẻm thế nhở. Ông ta lại đi nhanh chẳng sợ sệt. Một sát thủ bình thường sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Okay. Kẻ tấn công không rõ danh tính. Oh, what the fuck? Đúng như ta nghĩ. Argo, nấp đi. Còn có người khác.
ngoài Ahab muốn trừ khử Tophel. Ok. Tophel đang đi về chỗ nấp của gã đàn ông đáng nghi. Là sao đây? Ta có nên xử lý tên sát thủ đó theo cách của mình không? Hay ta nên để Tophel xử lý hắn? Cứ từ từ để xem nào đã. Quan sát tên sát thủ. Chúng ta quan sát ta. Thú vị thật. Tôi sẽ theo ý ông là sao đây? Ago nói chuyện mình à? Gã đàn ông đáng nghi ngờ chỉ súng về phía Tophel. What gì cơ? Ôi, thằng Tophel nó bắn chết kia rồi. Mình quan sát là hợp lý, chứ mình mà tự nhiên mình ra tay là lại bất hợp lý. Chĩa súng vào ta giữa lúc vào ta giữa đêm. Chà chà, đã phá được vụ án. Tôi thậm chí còn không phải đưa vụ án này ra tòa. Là sao đây? Có tội á? Lại bắn thêm hai phát nữa. Sát thủ à? Kẻ tấn công. Ấn tượng. Tophel bóp cò mà không cần suy nghĩ. Như thể ông ta đã tập luyện và sẵn sàng cho tình huống này. Ok. Đường ngắm của ông ta chuẩn như chuyên nghiệp đi. Đường ngắm của ông ta chuẩn như một tay chuyên nghiệp. Dù gì giờ là lúc tốt ta. Là sao đây? Ô thế cái thằng cái ông kẻ tấn công vô danh này có bị chết không? What the fuck? Tôi không nghĩ quanh đây có ai, nhưng giờ có ông. Ô mình lộ mặt rồi. Ông đấu tranh chống lại tội phạm bằng luật pháp vào ban ngày và bắn súng vào ban đêm à? Ông là người đáng sợ hơn tôi nghĩ. Ok, đáng sợ đi. Tôi chỉ phản ứng với kẻ địch định giết tôi. Đó là hành vi tự vệ. Vui lòng đừng hiểu sai tình huống. Rất là ấn tượng đấy. Ông ta không bối rối một chút nào trong khi vừa giết người. What the fuck? Và ông ta đọc bào chữa hoàn hảo như đang trả bài vậy. Trước hết tôi sẽ gọi cảnh sát. Ông làm nhân chứng cho tôi được không? Gì đây, mình sẽ có giúp không nhỉ? Mình có nên giúp Tophel. Tôi thấy không thoải mái. Đúng rồi. Tôi thấy không thoải mái quanh cảnh sát nên tôi sẽ đứng ngoài vụ này. Ok, vậy ông nên đi. Nên làm luôn đi. Ago quay lưng lại phía Tophel và rời khỏi con hẻm. Ok. Thằng Tophel này nguy hiểm phết chứ đùa. Công lý này dùng súng vào ban đêm. Giống kiểu Batman vãi trưởng thế. Tu phẩy. Chuyển cảnh lâu vãi. Vãi trưởng thề. Cầu vòng tới, cầu vòng tới. Vẫn chưa chuyển cảnh xong. Gì đây? Ông ta khử tên sát thủ như thể đang chờ hắn. Ông ta có vẻ rất giỏi dùng súng, không phải là ngẫu nhiên. Ta càng biết nhiều hơn về ông ta. Ok. Ông ta càng thú vị. Ok. Cái thằng Tophel này nguồn gốc nó là gì không biết. Một tuần sau. Đó là cuộc gọi từ ông chùm Ahab. Ta không nghĩ ông ta sẽ gọi trước ta. What the fuck? Ago đang nghe đây. Công việc tiến triển tốt chứ? Tôi gọi vì tò mò. Việc đang mất thời gian hơn tôi tưởng. Chà, gã đó không phải là tay ruồi muỗi nhà quê, nên tôi sẽ phải cẩn thận làm xong việc này. Có lẽ cậu biết rồi, nhưng có những tay khác đang để mắt tới Tophel. Tôi gọi để hy vọng cậu sẽ là người kể tin tốt nhất. Ok. Thay vì những tay kia, có những tay khác cũng theo đuổi Tophel. Mặc dù chúng đã thất bại. What the fuck? Nếu ta xong trước, tiếng tăm của Ahab sẽ lan rộng. Vụ này khó đấy, nhưng tôi có thể đẩy nhanh tiến độ nếu ông thêm tiền cho tôi. Là sao đây? What the fuck? Mình cần tiếng tăm hay cần tiền đây? Tiếng tăm đi, tiền bạc gì tầm này. Ok. Ago, người anh em, cậu là người duy nhất hiểu tôi. Tôi sẽ có tin tốt sớm thôi. Ok. Tophel sẽ không còn là vấn đề nữa. Tốt, tôi sẽ cho tin. Ahab, chào mày.
Ta đã theo dõi Tophel một thời gian rồi. Ta cần đưa ra quyết định của mình. Ok, mình phải quyết định về việc sẽ sớm làm với Tophel. Mình có duyên giết Tophel. What the fuck, mình là sát thủ các bạn ạ. Có nên giết Tophel hay không đây? Thấy ra thì Tophel là người tốt thôi, nhưng mà đã là một sát thủ thì phải kiên định với những quyết định của mình. Trừ khi Tophel là con gái thì chúng ta có thể tha cho Tophel. Giống như sát thủ 47 á. Các bạn xem phim đấy chắc phê lắm. What the fuck. Nhà của Tophel. Kẻ tấn công không rõ danh tính. Ông ta đang ở gần phòng khách. Hai thằng nữa nè. Ta mở cửa phòng ông ta, ta sẽ vào từ đây. Argo theo dõi hai kẻ tấn công đột nhập vào nhà Tophel. Sát thủ khác. Ok. Có vẻ như nhiều băng đảng ghét Tophel. Chúng sẽ phải xếp hàng sớm thôi. What the fuck. Vì việc trở nên thế này, hãy tận dụng tình thế có lợi cho ta. Argo duy trì khoảng cách và quan sát tình hình. Chúng ta tấn công theo tín hiệu của tao. Ok, lên đi. Đằng trước ta có con thỏ. Con thỏ. Con thỏ bắt đầu gõ vào sàn bằng móng vuốt. Sẽ có thỏ đấy. What? Mày đang làm cái gì thế? Tập trung đi. Nó đánh tao, mẹ nó. Tôi đang băn khoăn tại sao Jerry bồn chồn thế. Ồ, con thỏ. Tophel nuôi thỏ các bạn ạ. Có vẻ như có khách không mời mà đến. Hai phát súng. Đang đấu súng. Một kẻ tấn công không rõ danh tính gục xuống sàn và mắt vẫn mở to. Ông bị bắn chết rồi. Chỉ vì một con thỏ. Kẻ tấn công còn lại tóm lấy con thỏ và nấp nhanh sau một cái bàn. Chặt. Đấu súng. Chào đã, dừng tay. Ông muốn cứu con thỏ này đúng không? Thế thì lôi lại đi. Vẫn tiếp tục bắn này. Mày nghĩ tao sẽ thỏa hiệp với một thằng tội phạm à? Mẹ nó chứ. Thế mày muốn làm thế này thật à? Kẻ tấn công bắn con thỏ và ném đi. What the fuck. Đây là cơ hội vàng. Ui, mình phải đưa ra quyết định, mình có nên giết Tophel. Sinh mạng Tophel đang trong tay ta. Giờ ta làm gì đây? Ui, mình có nên giết Tophel. Bắn Tophel, bắn kẻ tấn công. Mình sẽ tha cho Tophel. Bắn kẻ tấn công. Mày là ai? Argo. Hai phát súng liền. Kẻ tấn công không rõ danh tính, chữ Hàn Quốc không hiểu gì cả. Cảm ơn Argo. Ông thứ lỗi cho tôi một vài phút trước không? Xong cả rồi, nên xin bỏ súng xuống. À, ok. Không, chưa xong đâu. Ô. Tophel bắt đầu bắn vào xác kẻ tấn công. What the fuck. Ông có biết. Ồ, bắn tiếp này. Mất bao nhiêu thời gian. Ồ. Để con thỏ thú cưng tin ông không. What the fuck. Thằng Tophel nó điên rồi. Mình không nên tin Tophel mọi người ạ. Thằng này cũng không phải là cái thằng đơn giản. Mình nghĩ rằng là mình nên giết nó thôi. Tôi xong rồi. Tophel ném khẩu súng của mình đi. Dù sao ông nghe như thể vừa bị xúc phạm vậy. Có vẻ ông đang tìm ra điểm yếu của tôi. Ông biết rõ Tophel là người sẽ phán xét hoặc giết kẻ khác tàn nhẫn nếu có lý do chính đáng. Giờ ông định làm gì? Giờ ông định đe dọa tôi à? Tophel, hãy làm việc cho tôi. Tôi thấy bị xúc phạm mỗi khi ông nói về công lý. Ok. Tôi thấy bị xúc phạm mỗi khi ông nói về công lý. Công lý của ông hẳn cần trong xã hội này. Công lý của ông sẽ giúp đỡ kẻ yếu. Giúp đỡ kẻ yếu đi xem nào. Như ông có đang kiếm tìm công lý cho những người khác, nhưng ông chỉ đang thực hiện nó làm niềm vui cá nhân. Hợp lý đấy. Thằng Tophel điên này. Đó là lý do tại sao ông cứ bước đi trong ngõ tối. Ok, hợp lý. Vì ông không thể thỏa mãn bản thân. Công lý của ông không khác gì dục vọng. Loài người cần dục vọng, nhưng thấy dục vọng của kẻ khác thì bần thiếu. Công lý của ông cũng bần thiếu như thế mà thôi. What the fuck. Argo, ông. Thằng Tophel này nó điên điên này. Dù thế nào đi nữa, ông vẫn có ý định dùng tôi. Ok. Argo hít hơi thuốc giả. Tophel giờ thì
Tôi sẽ cho ông một cơ hội giết tội phạm khác. Tôi đề nghị một công việc. Tôi đề nghị một công việc phù hợp với ông. Ok, mình có cái việc mẹ gì trong thô phèo điên này. Mở khóa thành tựu mẹ gì đây. Sao lag thế nhỉ, bấm không được. Hết chuyện rồi à? What the fuck? Lá bài công lý. Ok. Tôi nghĩ ông là người bất bình thường. Nhưng Thophel nghe chừng cũng là một tay ra trò. Dù gì đi nữa, ông ấy là một nhân công lành nghề. What the fuck? Ok. Tôi không nghĩ ông tuyển Thophel vào chỉ vì kỹ năng của ông ấy. Còn có cái hơn thế đúng không? Ok. Dù sao, trong tâm trạng của quán bar hôm nay, khách hàng tiếp theo hẳn là liên quan đến lá bài này. Ý cô là Thophel sẽ đến đây. Chà, lá bài Tarot cũng được dùng để đọc tương lai. Cửa đang mở kìa, ai đây? What the fuck? Đó là lá bài Tarot à? Tôi không nghĩ ông lại tin vào điều mê tín như thế đâu. Tôi nói có đúng không? Ông ta nói Thophel đúng không? Thophel, tôi nghĩ là từ hôm nay tôi sẽ cần tin vào điều mê tín. What the fuck? Thophel đang nghe câu chuyện của ông từ miệng Argo. À tôi chứ. Thophel, tôi đang nghe câu chuyện của ông từ miệng Argo. Thế thì cô sẽ không cần giới thiệu hay là danh thiếp của tôi đâu. Nhưng tôi vẫn tò mò. Tại sao ông nhận lời đề nghị của Argo Thophel? Cô đã biết rồi. Nếu cô từng nghe chuyện của ông ấy, mặc dù nhiều người biết tôi, không nhiều người hiểu tôi. Thậm chí nếu cô có hiểu được tôi, cũng không dễ chấp nhận điều đó. Ok. Xin thứ lỗi vì điều này, nhưng ông đang đề cập đến việc là ông có bộ tiêu chuẩn đồng cảm khác biệt. Tôi hiểu, đúng không? Ok, đúng rồi đấy. Một lá bài Tarot công lý. Có gì trên lá bài làm ông băn khoăn à? Túp lều trong nền hình minh họa khiến cho tôi để mắt tới. Nghĩ về những điều như thế là cái khiến bài Tarot trở nên thú vị. Ông sắp xếp suy nghĩ của mình khi nhìn vào những lá bài. Ok. Vẫn nói về những vấn đề cá nhân. Chà, tôi rất háo hức về lá bài tiếp theo. Ok. Tôi hy vọng lá rút ra liên quan đến tôi. What the fuck? Đây là lá bài cuối cùng. Rồi đã cuối cùng rồi. Game mới được có một ít và sẽ cuối cùng rồi các bạn ơi. What the fuck? Còn chưa mở được bao nhiêu mà sao đã lá bài cuối cùng rồi. Giờ thử lật nó lên xem. Argo lật lá bài lại. À ok. Lá tay hề. Một cô bé ngu ngơ nhưng ngây thơ đang đứng trên đỉnh vách đá. Trông có vẻ nguy hiểm nhưng cậu bé chẳng sợ hãi gì cả. Con số của lá bài tên là hề số 0. Nên lá thực hiện gì đây? Nên lá đó thực ra thể hiện có vô vàn khả năng. Ông nghĩ gì khi nhìn vào lá bài này? Cậu ta trông có vẻ bất cẩn. Suy nghĩ của ông lần này khá bình thường so với các lá bài trước. Như vậy có vấn đề gì à? Ok. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ mình đã rút đúng lá. Đó là câu trả lời nhàm chán, nhưng thôi vậy. Vậy ai sẽ là người tiếp theo đây? Cuộc trò chuyện của chúng ta luôn diễn ra như thế này. Chà, đây là người giống y như tên hề trong lá bài. Cậu ta trẻ trung, dũng cảm và chẳng suy nghĩ gì cả. Cậu ta thật lạ, ngay cả khi tôi gặp cậu ta lần đầu tiên. Ồ, mình sẽ nhập vai vào nhân vật nào đây? Lá bài tên hề. Ê, ok. Sắc. Khỉ thật. Vì đứa ăn bám đấy mà trời đã bắt đầu tối rồi.
Là sao đây? Đừng có ăn nếu không có tiền chứ. Sao mà phải giả vờ âu lo đến người ăn trộm á? What the fuck? Không hiểu lắm. Lũ nghèo khổ khó chịu thật đó. Ông mình làm quán ăn à? Ai đây? Ồ, mình đi thu tiền bảo kê à? Ok. Ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Shark. Và mình sẽ đóng vai một tên bảo kê. Thế nhớ, hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye.